Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 11 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình có một số thông tin đáng chú ý. THACO hội nghị triển khai kế hoạch năm 2023. Hoạt động thăm tặng quà Tết tại các địa phương đơn vị. Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2023. Thưa quý vị, chiều nay tại Chu Lai, Trường Hải THACO đã tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam, Lê Chí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Trong năm 2022, trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục đối diện với nhiều thách thức từ tác động của đại dịch COVID-19, THACO tiếp tục kiên định mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN. THACO Chu Lai cũng bước vào chu kỳ đầu tư phát triển mới, là hệ sinh thái công nghiệp đa ngành thế hệ mới của THACO tại Chu Lai trên nền tảng giá trị công nghiệp phát triển xanh, thông minh và bền vững. Hơn 111.400 xe ô tô các loại đã được bán ra trên thị trường, với gần 91.000 xe du lịch, hơn 19.700 xe tải, 770 xe bus và minibus, hơn 1.400 ô tô xe máy khác. THACO Auto tiếp tục vị thế dẫn đầu thị trường trong nước, đồng thời xuất khẩu hơn 1.400 xe ô tô và xe máy các loại. THACO Auto đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh số bán hàng dự kiến đạt gần 120.500 xe các loại, tăng 8% so với năm 2022, bao gồm 95.900 xe du lịch, 23.300 xe tải ben, 1.250 xe bus và minibus và hơn 1.750 xe máy, xuất khẩu hơn 3.600 xe ô tô và xe máy, sản xuất lắp ráp hơn 111.300 xe các loại, bao gồm gần 90.000 xe du lịch, hơn 20.300 xe tải ben và 1.300 xe bus và minibus, cùng với khoảng 3.000 xe máy. Đặc biệt sẽ nâng cấp và phát triển 24 sản phẩm mới. THACO Auto cũng đặt ra kế hoạch tiếp tục đầu tư với tổng giá trị đầu tư dự kiến hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó đầu tư tại Chu Lai hơn 1.300 tỷ đồng. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, ngày 10 tháng 1 tại huyện Tây Giang, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do đồng chí Vương Quốc Thắng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện. Với tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, mọi người mọi nhà đều được đón Tết trong không khí vui tươi phấn khởi. Tại buổi tặng quà, đồng chí Vương Quốc Thắng đã gửi lời chúc đến các hộ gia đình năm mới sức khỏe, vui tươi hạnh phúc, cùng gia đình đón Tết yên vui đầm ấm. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam trao tặng 3 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng giá trị 150 triệu đồng, đồng thời trao tặng 30 suất quà mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đây là số tiền được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh huy động từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ để hỗ trợ cho gia đình nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Cùng với việc tặng quà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng mong muốn huyện Tây Giang tổ chức vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm, tiếp tục chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, ngày 11 tháng 1, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Vương Quốc Thắng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã La Dê, huyện Nam Giang. Tại đây, ông Vương Quốc Thắng đã thăm hỏi ân cần, gửi lời chúc mừng năm mới và động viên những hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu làm ăn vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Giang đã trao 20 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm 700.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà cho 20 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã La Dê. Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam gồm bà Phan Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính và bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bắc Trà My đã có buổi tiếp xúc với cử tri ba xã gồm Trà Giang, Trà Sơn và thị trấn Trà My sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Phan Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính, báo cáo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và trả lời ý kiến cử tri trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Phát biểu tại buổi tiếp xúc,
cử tri ba xã Trà Giang, Trà Sơn và thị trấn Trà My bày tỏ vui mừng phấn khởi về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022, thực hiện đạt 16/16, nhất là chỉ tiêu giảm nghèo của năm. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện. Cử tri Bắc Trà My đã phản ánh kiến nghị đến đại biểu Hội đồng dân tỉnh nhiều vấn đề về môi trường, an toàn giao thông, đất đai, chính sách. Theo đó, đại diện các phòng ban của huyện và đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã kịp thời thông tin, giải đáp các kiến nghị đề xuất của cử tri tại buổi tiếp xúc, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri địa phương. Cũng tại buổi tiếp xúc với cử tri tại huyện Bắc Trà My, bà Phan Thị Thanh Thảo, đại biểu Hội đồng dân tỉnh khóa 10, đã gửi đến các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn 15 suất quà Tết với suất trị giá 800.000 đồng. Sáng nay, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ công chức người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt con số kỷ lục trên 26.500 tỷ đồng, đạt trên 139% dự toán, tăng gần 34% so với cùng kỳ. Đây là kết quả ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ công chức người lao động ngành thuế tỉnh Quảng Nam. Trong năm 2022, ngành cũng đã thực hiện hoàn thành việc triển khai hóa đơn điện tử, xây dựng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế. Công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật về thuế được chú trọng và triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, được cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế đánh giá cao. Công tác tổ chức cán bộ thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, tạo động lực thi đua sôi nổi trong tập thể cán bộ công chức người lao động toàn ngành. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, ngành thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như quản lý tốt các nguồn thu, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tập trung cải cách hành chính, tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và tổ chức thực thi công vụ, khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm qua, ngành công thương tỉnh đã thực hiện 4 cuộc kiểm tra liên ngành, kiểm tra 91 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm và đã kịp thời phát hiện xử phạt vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực hơn 200 triệu đồng. Đó là kết quả được đưa ra tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ ngành công thương năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 do Sở Công Thương tổ chức chiều nay. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2022, nhìn chung hạ tầng kỹ thuật một số cụm công nghiệp đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã thu hút 370 dự án đăng ký đầu tư và 51 khu công nghiệp với tổng diện tích đất thuê và đăng ký thuê hơn 722 ha. Tổng vốn đầu tư đăng ký theo dự án là 15.872 tỷ đồng. Lĩnh vực thương mại và xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Trong năm đã tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu với các tỉnh thành trong cả nước. Trong năm 2022, do ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu, giá nguyên nhiên liệu, vật liệu trên thị trường diễn biến phức tạp đã đẩy giá một số nhóm hàng hóa trên thị trường tăng, gây một phần khó khăn cho đời sống, sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân. Về cơ sở hạ tầng thương mại, đặc biệt là các chợ và các cửa hàng tiện lợi, đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu trao đổi, tiêu dùng của nhân dân. Công tác thanh tra kiểm tra trong năm được đặc biệt chú trọng. Trong năm đã thực hiện 4 cuộc kiểm tra liên ngành, kiểm tra 91 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm và thanh tra về việc sản xuất kinh doanh rượu, nhận thấy hầu hết các cơ sở, đơn vị cơ bản thực hiện duy trì đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm. Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu tại 18 đơn vị. Kết quả đã xử phạt vi phạm hành chính năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực là quản lý của ngành công thương là hơn 200 triệu đồng. Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Nam sáng nay tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ tư mở rộng, tổng kết hoạt động hội năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban dân vận tỉnh ủy dự hội nghị. Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh hiện có 11.544 hội viên, tổ chức hội trực thuộc ở 17/18 huyện, thị xã, thành phố, 186/242 xã phường, thị trấn có tổ chức hội cơ sở. Năm qua, các cấp hội cựu thanh niên xung phong tổ chức phối hợp lồng ghép tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các hoạt động tháng thanh niên, các ngày lễ kỷ niệm, giao lưu gặp mặt, đối thoại với thanh niên. Trong năm có 54 cựu thanh niên xung phong được trợ cấp một lần, 857 người được nhận kỷ niệm chương thanh niên xung phong. Các cấp hội cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh đã vận động xây mới 3 nhà nghĩa tình đồng đội và hỗ trợ sửa chữa 10 nhà với tổng số tiền gần 470 tỷ đồng. Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Các cấp hội được các cơ quan tổ chức cá nhân hỗ trợ 4.380 xuất quà với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Dịp này, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam. 6 tập thể và 14 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội, 8 tập thể và 4 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị đã triển khai phương hướng và nhiệm vụ thi đua năm 2023.
Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức tầm nhìn thế giới World Vision, tổ chức họp liên ngành định hướng xây dựng kế hoạch hợp tác phòng ngừa lao động trẻ em năm 2023. Dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ và tổ chức tầm nhìn thế giới World Vision. Thời gian qua, các hoạt động truyền thông về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em được đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức trên địa bàn Quảng Nam. Cụ thể, như Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện chương trình Một phút vì trẻ em, thực hiện các pano khẩu hiệu tuyên truyền trực quan trên các tuyến phố, in ấn và cấp phát 20.000 tờ rơi có nội dung tuyên truyền phòng ngừa xâm hại bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước và giảm thiểu lao động trẻ em. Đồng thời tổ chức 26 lớp tập huấn phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và phòng chống trừng phạt thể chất tinh thần trẻ em cho nhóm trẻ em nòng cốt và phụ huynh có trên 1.700 đại biểu tham dự. Ngoài ra, hiện ở xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ được tỉnh chọn triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận đưa ra những giải pháp trong thời gian đến, như là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung và công tác phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em nói riêng. Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, đầu tư nguồn lực để nhân rộng các mô hình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em, có chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu vực kinh tế phi chính thức có trẻ em học nghề, v.v. Trở lại với các thông tin về thăm tặng quà Tết tại các địa phương đơn vị. Thưa quý vị, chiều qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam vừa trao tặng 50 suất quà Tết cho hội viên phụ nữ khó khăn của xã Trà Lưu, huyện Nam Giang. Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trực tiếp đến thăm tặng quà Tết cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Trà Lưu, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đồng thời trao 50 suất quà Tết cho các hội viên phụ nữ xã Trà Lưu, mỗi suất quà trị giá 450.000 đồng. Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam chia sẻ khó khăn với các gia đình, động viên bà con đoàn kết giúp đỡ nhau, nỗ lực vươn lên cho cuộc sống và đón Tết cổ truyền đầm ấm, tươi vui. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đối với hội viên phụ nữ xã Trà Lưu để các chị đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn. Vừa qua, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày hội bánh chưng xanh Xuân Quý Mão 2023 tại thôn Bến Hiên, xã Cà Giang, huyện Đông Giang. Theo đó, các đơn vị tổ chức nấu trên 100 chiếc bánh chưng theo kế hoạch để trao tặng đồng bào cư tu thôn Bến Hiên, xã Cà Giang. Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023 mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái với mong muốn mang đến cái Tết ấm áp cho đồng bào khó khăn của địa phương. Tại ngày hội, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam còn trao 200 chiếc áo ấm cho trẻ em trong thôn, tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình, mỗi suất là 1 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế bằng tiền mặt cho 40 hộ gia đình đặc biệt khó khăn, mỗi hộ là 5 triệu đồng. Ngày 11 tháng 1, đoàn đại biểu lãnh đạo thị xã Điện Bàn đã đến thăm làm việc chúc Tết tại Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Giang kết nghĩa. Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo huyện Đông Giang và thị xã Điện Bàn đã thông tin về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của hai đơn vị trong thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo và Nhân dân huyện Đông Giang, đồng chí Đỗ Tài, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và Nhân dân thị xã Điện Bàn và mong muốn tình cảm kết nghĩa sắt son Đông Giang Điện Bàn ngày càng bền chặt. Dịp này, thị xã Điện Bàn đã đến thăm và trao 30 suất quà cho hội gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Đông Giang với tổng số tiền 40 triệu đồng, trong đó 10 suất cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 2 triệu đồng và 20 suất quà cho hộ nghèo, mỗi suất 1 triệu đồng. Chiều nay, xã Tâm Vinh, huyện Phú Ninh phối hợp với các đơn vị nhà hảo tâm tổ chức chương trình phiên chợ đoàn kết Tết An Vui, trao quà cho người nghèo, người già yếu, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tâm Vinh phối hợp với các hội đoàn thể đã tổ chức phiên chợ không đồng, trao hơn 200 suất quà Tết với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, mang đến cho người nghèo, người già yếu, neo đơn, các gia đình hoàn cảnh khó khăn có được một cái Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ấm áp, đầy đủ hơn. Sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh Quảng Nam tổ chức chương trình trao tặng quà Xuân Quý Mão 2023, Tết yêu thương,
Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đại diện lãnh đạo Vietinbank đã trao 800 suất quà mỗi suất 500.000 đồng cho những hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam dioxin, đồng thời chia sẻ khó khăn, động viên bà con đón Tết cổ truyền đầm ấm hạnh phúc. Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, Vietinbank chi nhánh Quảng Nam còn là doanh nghiệp tiên phong trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phát huy tinh thần tương thân tương ái. Sáng nay, trường mẫu giáo Anh Đào, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ tổ chức chương trình giao lưu Bé Vui Hồi Xuân nhằm giúp cho học sinh có những hoạt động ngoại khóa bổ ích. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, trường mẫu giáo Anh Đào, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ tổ chức hồi xuân để các bé hiểu thêm về ngày Tết cổ truyền của dân tộc cũng như tạo sân chơi bổ ích, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Đến dự có lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ, lãnh đạo xã Tam Phú, nơi trường đóng chân. Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Phú đã trao những phần quà thiết thực cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường. Chương trình Bé Vui Hồi Xuân bao gồm các nội dung thi năng khiếu và các tiết mục văn nghệ như hát, múa, nhảy, diễn kịch trên những thời trang do cô và bé thể hiện. Những diễn viên không chuyên của trường mẫu giáo Anh Đào đã đem đến không khí xuân tươi mới qua những tiết mục đầy màu sắc. Bên cạnh đó còn có phần tranh tài của các bé qua các trò chơi cũng như phần thi nấu ăn của phụ huynh và cô giáo. Kết thúc cuộc thi, các bé được phục vụ một bữa tiệc buffet với nhiều món ăn ngon và đẹp mắt. Thưa quý vị, đã vào cái tuổi thất thập của Lai Hy, nhưng ông Nguyễn Tấn Huỳnh ở thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành vẫn cần mẫn tham gia công tác xã hội, chăm lo cuộc sống gia đình, con cháu. Ở ông Nguyễn Tấn Huỳnh luôn tỏa sáng tấm gương về người cao tuổi, mẫu mực, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng tại làng Tịch Tây, xã Tam Nghĩa. Sau năm 1975, ông Nguyễn Tấn Huỳnh tham gia công tác ở địa phương và đã có thời gian làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Nghĩa. Dù ở vị trí công tác nào, ông Huỳnh cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 1990 về nghỉ hưu, ông Huỳnh tiếp tục tham gia công tác xã hội, làm trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và hiện tại là chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn Tịch Tây. Với nhiệt huyết của mình, ông luôn hết mình với công việc, không quản ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động tại địa phương, động viên con cháu xây dựng nông thôn mới, làm công tác từ thiện nhân đạo. Ông Nguyễn Tấn Huỳnh đó thì dân dân thường gọi là Nông Huỳnh. Ông là tuổi già rồi nhưng mà ông rất đảm nhận cái cương vị xã hội và tham gia các hoạt động trong thôn rất là nhiệt tình, được bà con rất là mấy mộ. Bác á giờ là chi hội trưởng chi hội người cao tuổi, là tổ trưởng tổ dân cư số 11 của thôn Tịch Tây. Bác thường tham gia các hoạt động do đoàn thể cũng như mặt trận chi bộ phát động. Bác thường theo dõi, giúp đỡ, chịu thương, chịu khó và giúp đỡ những người nghèo khó trong thôn. Bác là người điển hình cho người cao tuổi hiện nay, đóng biểu dương. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, ông Huỳnh luôn gương mẫu trong mọi công tác, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Dù điều kiện kinh tế gia đình không mấy khá giả, nhưng ông Huỳnh vẫn tận tâm với công việc, giữ gìn đạo đức trong sáng, mẫu mực, không vụ lợi cá nhân, dám nghĩ dám làm, gắn bó hết mình với công việc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện tại, chi hội người cao tuổi thôn Tịch Tây do ông Huỳnh làm chi hội trưởng là một trong những chi hội luôn giữ và duy trì nền nếp sinh hoạt, có nhiều mô hình hay như câu lạc bộ dưỡng sinh là điểm sáng cho các chi hội trong xã Tam Nghĩa học tập. Đồng chí Huỳnh là một đồng chí có nhiều năm công tác. Nói chung là tuổi cô nhưng mà đồng chí nó là một đồng chí rất là tiên phong gương mẫu. Thôn do họp hội cũng rất là đầy đủ và trang họp hội. Chi bộ thì đồng chí cũng đóng góp rất là nhiều ý kiến để xây dựng chi bộ cũng như là xây dựng các phong trào trong thôn. Và năm nay là đồng chí được vinh dự nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và cũng là được chi bộ bao và cũng được đảng ủy xã công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. Tận tụy với công việc xã hội, ông Nguyễn Tấn Huỳnh luôn chăm lo cuộc sống gia đình. Hàng ngày ông siêng năng lao động, tăng gia sản xuất, vuông sới mảnh vườn trồng rau đậu và chăn nuôi để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
không quản tuổi cao, ông luôn tâm niệm khi còn sức thì tiếp tục làm đẹp cho đời. Tôi cũng từng nói với có cụ ông cụ bà là xây dựng quê hương mình, là vận động con cháu là giúp đỡ lẫn nhau, trước mắt là giữ cái đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư. Vấn đề thứ nhì là vận động con cháu nên giúp đỡ những người hoạn nạn ốm đau đột xuất và đóng góp cả tinh thần lẫn vật chất để xây dựng quê hương chúng ta ngày càng giàu đẹp. Với 73 tuổi đời, 40 năm tuổi đảng, ông Nguyễn Tấn Huỳnh đang tiếp tục đóng góp sức mình để xây dựng quê hương. Suy nghĩ và hành động của bản thân ông tỏa sáng tấm gương cây cao bóng cả cho con cháu noi theo. Ông được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen và đặc biệt ông đã được bà con hàng xóm láng giềng tin yêu quý mến. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết cho 24 giờ tới do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp.